Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Chu Du. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Những thứ học và ứng dụng vào đời sống. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và truyền tải đến các bạn chủ đề mới trong bộ môn Những thứ học. Và đây chính là tương tai của một bạn đã gửi cho mình qua trang fanpage. Bạn sẽ ghi cho nên mình muốn phân tích và chia sẻ nhằm giúp cho anh này có thể lấy lại những cái gì mà mình đã mất ở cái thời gian trước đây. Và kính thưa các bạn, đây là tương tai của một bạn năm nay đã 41 tuổi. Bạn này có nhắn tin với mình rằng là anh ta đã từng làm công việc bất động sản, và ở cái thời gian vừa qua, cách đây vài ngày, anh ta đã mất một số tiền khá là lớn. Như vậy thì mình muốn phân tích xem cái bàn tay này của một người đã từng làm kinh doanh bất động sản và cái lý do vì sao mà anh ta lại mất mát một cái số tiền. Bạn này nói rằng là mất một cái số tiền tương đối lớn, nhưng mà mình không có hỏi sâu vào cái số tiền bao nhiêu, bởi vì đây là cái vấn đề cá nhân. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào phần tổng thể để chúng ta biết được về cái tính cách của người đó như thế nào. Từ cái tính cách thì chúng ta sẽ suy đoán ra được cái vận mệnh của người đó. Bởi vì một con người mà họ có thành công hay là thất bại thì cái tính cách nó quyết định một phần rất lớn. Trước tiên chúng ta thấy được rằng là các cái ngón tay của anh này nó không được mập mạp, không được tròn đầy cho lắm. Cái sắc diện của cái bàn tay chúng ta cũng thấy được, nó không phải là một cái sắc diện nó tươi nhuận. Cho nên ở cái thời điểm này chúng ta thấy được rằng cái hình tướng nó thể hiện ra nó không được tốt, cho thấy cái thời vận của anh ta cũng đang gặp một số trục trặc mà anh ta đã chia sẻ với mình. Chúng ta thấy rằng là cái ngón út của anh này có một cái độ chuẩn khá tốt. Đây là cái độ chuẩn mà mình thấy rằng nó có một sự ưu thế. Nó dài quá thì nó cũng không tốt, mà nó ngắn quá thì nó cũng không tốt. Cái độ chuẩn của nó là ở cái vị trí này, nếu như mà nó vươn lên một tí nữa, một đoạn ngắn nữa thôi, nó ngang cái vạch này, thì thôi nói đây là một người mà họ sẽ rất dễ giàu có, rất dễ thành công. Tuy nhiên với cái độ chuẩn như thế này thì chúng ta thấy được rằng những người này là cũng đã rất dễ thành công, rất dễ thành công. Và chúng ta thấy một cái yếu tố nữa, đó chính là cái ngón áp út, cái ngón danh của anh ta. Cái ngón danh của anh ta nó cũng tương đối cao. Đây cũng là một cái người cho thấy họ có cái năng khiếu về nghệ thuật, có khả năng thẩm mỹ, có cái đầu óc, có tư duy. Và họ cũng là một người có cái tư chất về cái kinh doanh. Chúng ta thấy cái đốt thứ hai của cái ngón áp út này, nó cho chúng ta đoán được cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta thấy được rằng là cái ngón giữa và cái ngón trỏ của anh này rõ ràng là có điều gì đó, nó có một cái sự bất lợi. Có một cái sự bất lợi. Ngón giữa và cái ngón trỏ nó áp sát vào nhau rất lớn. Và cái hướng của nó cũng có một cái điều gì đó nó không được đẹp cho lắm. Nó không có được một cái độ vững, có cái góc nhìn nó thẳng mà nó hơi nghiêng. Điều này nó cũng cho chúng ta biết được rằng là người này nhiều khi họ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong gia đình đó, thì cũng có thể là một người hơi dựa dẫm vào cha mẹ mình quá. Đặc biệt là một người nam nhi thì đây là một cái điều gì đó nó không tốt cho lắm. Cho nên với những cái đặc tính của cái ngón giữa và ngón trỏ, nó cho chúng ta suy đoán được cái điều đó. Và chúng ta thấy cái đường trí đạo của anh này, nó cũng cho chúng ta nhận định được rằng cái tính cách của anh này là như vậy. Người này rất dễ nắm bắt thời cơ, bởi vì chúng ta thấy những người này có cái hướng kinh doanh trên đường trí đạo, mà có được những cái hướng như thế này thì rõ ràng họ có cái tư duy suy nghĩ hoạt bát lanh lợi. Cho nên những người này làm cái công việc kinh doanh bất động sản á, thì mình nghĩ rằng nó rất thích hợp. Và cái điểm xuất phát của nó so với cái đường sinh đạo, nó cũng cho thấy rằng là người này rất dễ nắm bắt cái thời cơ. Họ tự tin. Và một cái điểm mạnh nữa, đó chính là cái ngón cái của anh này. Ngón cái rất to, rất dài, cho thấy anh này họ có một cái ý chí vững vàng, và cũng có một cái sự cố gắng vượt bậc vươn lên.
tóm lại là người này thường là họ sẽ có thành công là nhờ vào cái trí tuệ và cái sự phấn đấu nỗ lực của họ, phấn đấu nỗ lực của họ. Và chúng ta phân tích tiếp đến những cái yếu tố khác. Chúng ta thấy rằng cái đường định mệnh của anh ta, chúng ta phân tích kỹ về cái đường định mệnh, chúng ta thấy cái đường định mệnh của này xuất phát từ bên trong cái gò kim tinh đi lên. Ở những cái khu vực này nó có một cái sự đứt gãy và nó cũng không có được tương nhuận cho lắm. Đây là một trong những cái tướng tai mà mình cũng đã gặp rất nhiều. Những người này thường là họ sinh ra họ cũng có một cái số sướng nào đó, bởi vì khi mà họ khởi nghiệp á, thì có sẵn người thân trong gia đình của mình giúp đỡ. Nói một cách thẳng thái hơn là người này xin việc thì chắc chắn sẽ có người giúp. Và thậm chí cái số tiền đầu tiên mà anh ta khởi nghiệp thì cũng có nhờ vả vào gia đình rất lớn. Cho nên đây cũng là một điều gì đó rất may mắn, mà nhiều người họ không được cái may mắn như vậy. Chúng ta có cái may mắn đó cũng là một cái phúc báo của mình, cho nên phải biết trân quý những người đã giúp ta, thì ta phải cố gắng mang ơn họ. Cái lòng biết ơn, cái lòng nhớ ơn á, nó rất đặc biệt nha các bạn. Một người để xem một người đó có một cái đạo đức hay không á, thì chúng ta hãy xem họ có cái lòng biết ơn hay không. Cái lòng biết ơn nó là một cái chìa khóa, nó mở ra cho chúng ta vô số cái đạo đức, cái nhân cách, cái nhân phẩm ở phía sau. Cho nên những người mà có cái lòng biết ơn thì chắc chắn người này sẽ là một cái người mà họ đi đâu cũng sẽ được nhiều người quý mến giúp đỡ. Đây chính là một trong những cái điều cốt lõi của cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là ở cái khu vực của cái gò mộc tinh của anh này nó không được hồng hào tư nhuận, đặc biệt là nó không có cái sự mập mạp tròn đầy của nó, mà có một cái sự thấp lõm và có cái sự trông trên ở đây, cho thấy anh này có thiếu đi cái phước báo của mình, thiếu đi cái phước của mình. Cho nên một trong những yếu tố mà có thể lược đoán được rằng thời gian vừa qua anh ta đầu tư bất động sản mặc dù có lời nhưng mà cũng có một sự thất bại là chính vì yếu tố này. Cái việc đầu tư bất động sản là một cái việc kinh doanh mà nó có thể nói rằng nó rất dễ hao tổn cái phước báo của chúng ta. Bởi vì sao như vậy? Để mình phân tích, để bạn chiêm nghiệm. Bởi vì cái công việc mà đầu tư bất động sản nó không tạo ra cái giá trị cho những người khác, mà đơn thuần, nếu chúng ta đơn thuần chúng ta bỏ tiền ra mua một cái cục đất, một cái mảnh đất hoặc một cái căn nhà đó, chúng ta để đó hoặc cho thuê và ở một cái thời gian sau, thì vài năm, ba năm thì số tiền đó nó tăng lên rất lớn, mà chúng ta không phải làm bất cứ những cái việc gì nó nặng nhọc công sức, mà chúng ta có được cái số tiền lớn đó cũng là một trong những cái lấy cái phước của chúng ta, lấy cái phước của chúng ta. Nhưng mà cái việc đầu tư hay bất cứ việc gì cũng vậy, việc đầu tư thì nó cũng có cái nhân quả của nó. Khi mà chúng ta đầu tư bất động sản có sinh lời và có được cái lợi nhuận nhất định thì chúng ta phải biết cho đi, tức là mình phải dành ra một số tiền nào đó để mà chúng ta làm phước giúp đỡ những cái người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chứ nhiều người mình thấy rằng là khi mà họ buôn bán một cái mảnh đất nó giàu có tiền trở nên giàu có, thì họ đi du lịch, họ mua sắm cái này mua sắm cái kia, thì phước nó sẽ mất thêm phước. Cho nên đây là việc cái đầu tư nhân quả trong bất động sản, nó cũng là một cái điều gì đó để cho các bạn lưu tâm. Nếu như bạn nào có đầu tư về bất động sản, chúng ta hãy lưu tâm vấn đề này. Đầu tư bất động sản nó cũng là một cái điều gì đó có một cái sự đầu óc, có sự tính toán, có sự đầu tư bỏ công sức của chúng ta chứ không phải là không. Nhưng mà khi mà có lợi nhuận rồi chúng ta phải biết cho đi, thì cái phước đó, cái việc đầu tư đó nó mới có thể là giúp chúng ta duy trì được. Và chúng ta phân tích tiếp tới những yếu tố khác. Chúng ta thấy rằng cái đường tâm đạo của anh này đấy, ở trên đường tâm đạo có những cái yếu tố như thế này, nó cũng cho biết được rằng là anh ta cũng là một cái người có đất đai, có nhà cửa. Ở những cái năm mà có thể là năm 28 tuổi, anh này đã có thể là đã có miếng đất, và từ cái đó đã xây dựng nên cái căn nhà, mua bán căn nhà của mình. Và chúng ta thấy rằng ở cái giai đoạn mà ở cái khu vực này, chúng ta thấy có xuất hiện một cái tam giác nó hướng xuống, tam giác hướng xuống,
Thì cái giai đoạn này là ở những cái năm mà 40 cho đến năm 37 7 tuổi, thì cái giai đoạn này có thể nói là có được cái sự rất khó khăn trong cái việc kinh doanh của ta. Và cái giai đoạn hiện nay chính là cái đỉnh điểm, tức là cái giai đoạn cuối cùng của cái sự thất bại, cái sự khó khăn đó. Cho nên chúng ta thấy được rằng là ở cái khu vực mà ở cái phía cuối của cái đường tình cảm á, nó cũng có những cái hướng phân chạc như thế này. Phân chạc như thế này nó cũng là một cái điều gió tốt ở thời hậu vận. Có thể là đây chính là một trong những cái điểm báo tốt, nó cho thấy rằng cái hậu vận của anh ta sẽ lấy lại được những cái gì mà anh ta đã mất đi. Tuy nhiên cái này, cái sự mất mát này nó cũng là cái quá trình nhân quả của nó. Anh này hy vọng rằng cái lời phân tích này nó có thể chạm vào những cái quá trình lịch sử của anh ta để mà mình có thể xem lại xem. Mặc dù có thể là mình đầu tư là nó cũng là một người tử tế, nhưng mà biết đâu trong một cái suy nghĩ nào đó mà đã khiến cho chúng ta mất đi một cái phước đó. Này chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ chín chắn lại, suy nghĩ thật sâu, thật kỹ vào để chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân của nó. Và ở khu vực này chúng ta thấy ở Gò Thái Dương của chúng ta có rất nhiều vết đen, vết đám, và có sự xanh xao cho thấy đường công danh sự nghiệp của mình đang có một cái sự ảnh hưởng theo cái chiều hướng nó không tốt, theo chiều hướng không tốt. Có thể nói anh này, anh tâm lý anh cũng có một cái điều gì đó dao động, mà cái sự mất mát này nó cũng có thể liên quan tới cái vấn đề tình ái, vấn đề phụ nữ ở trong đây, về phụ nữ ở trong đây. Cho nên cái việc tình cảm từ xưa tới giờ, một bậc mà có thể nói rằng những người mà thành công lớn đi nữa thì họ cũng rất khó vượt qua cái ải mỹ nhân. Cho nên đây cũng là một cái yếu tố mà có thể cho chúng ta lường đoán. Chúng ta phân tích tiếp về những cái yếu tố khác về cái đường sinh đạo. Chúng ta thấy cái đường sinh đạo của anh này ở những cái khu vực này, ở những khu vực này nó có nhiều cái vân mắt xích, nhiều cái vân mắt xích cho thấy là cái sức khỏe của anh ta cũng không được tốt cho lắm. Người này ở những cái năm mà có thể nói là những năm 31 đến 33 thì rõ ràng họ cũng có một cái biến cố lớn, có một cái chuyện buồn có thể liên quan tới chuyện tình cảm, có thể liên quan tới chuyện tình cảm. Nhưng mà sau đó cũng có cái mối tình, mối tình này có thể là từ đầu cũng có một cái sự bằng nhồng đó, nhưng mà không biết vì sao mà càng về sau nó càng mờ nhạt đi. Có thể là anh ta quá chú trọng đến cái việc làm ăn kinh doanh đầu tư bất động sản của mình mà bỏ quên cái chuyện tình cảm, mà nó dẫn đến cái sự mờ nhạt trong cái chuyện yêu đương. Và chúng ta phân tích tiếp ở những cái khu vực phía cuối, ở cái khu vực phía cuối của cái đường sinh đạo, anh ta cũng có những cái hướng xuống như này. Đây là một trong những cái hướng mà nó thể hiện anh này có cái sự hướng ngoại, tức là về sau này, về sau này anh ta sẽ là một cái người có khả năng họ sẽ đi rất nhiều, hoặc là họ thay đổi luôn cái chỗ ở của mình để mà lập nghiệp. Đây cũng là một trong những cái dấu hiệu nó thể hiện sự thay đổi. Mà có nhiều sách vở nó cũng nói là đây là một cái sự thất thoát về cái tài sản, thất thoát về tài sản. Tuy nhiên theo mình ở góc độ này thì rõ ràng anh ta sẽ có sự thay đổi về nơi ở, về nơi ở, và thậm chí anh ta cũng sẽ là một người đi ra ngoài rất nhiều. Chúng ta phân tích về cái chỗ này một tí xíu, chúng ta sẽ thấy được cái khu vực này anh ta cũng có tam giác nhỏ ở đây, chứng tỏ ở đây là một người cũng có lọc, cũng có lọc, nhưng mà lọc của anh ta là cái tiểu lọc, là cái lọc nhỏ thôi, lọc nhỏ. Cái tam giác này nó nhỏ thì nó cũng thể hiện ra một điều là anh ta có cái sự may mắn, cũng đây là cũng là một người rất thông minh đó, rất thông minh, có may mắn. Tuy nhiên lọc này nó nhỏ thôi, để cho cái lọc này lớn hơn nữa thì phải làm rất là nhiều cái điều phước thiện hơn nữa thì nó mới có thể tích lũy được cái phước đức sâu dày của chúng ta. Một người mà cái thành công á thì chắc chắn họ sẽ có cái phước rất lớn. Cái phước nó quyết định hầu như là toàn bộ cái cuộc đời vận mệnh của chúng ta. Một người mà thiếu cái phước rồi thì đừng nói tới cái sự giàu sang, mà cái bữa cơm của họ hàng ngày thôi cũng đã kiếm rất vất vả rồi. Chúng ta thấy có rất nhiều mảnh đời ăn xin ở ngoài đường phố, họ là một người
có thể ở kiếp nào đó, thậm chí rất nhiều kiếp họ cũng là một người làm những cái điều nó không hay, cho nên cái phước của họ không có đủ, cho nên cái cuộc đời của họ sẽ sống rất vất vả như vậy. Cho nên cái phước nó là một cái rất quan trọng. Có phước rồi thì cái gì chúng ta cũng có thể có được, thậm chí là một cái lời ước nguyện nào đó nó có thể thay đổi luôn cái cuộc đời của rất nhiều người. Bởi vì cái phước của mình nó tác động luôn đến cái sức ảnh hưởng, nó ghê gớm đến như vậy. Và đây cũng là một người cũng có thể nói là họ có một cái trực giác linh cảm rất lớn. Có thể nói những yếu tố đó cũng là một trong những yếu tố mà thời gian vừa qua bạn này đầu tư bất động sản cũng có lời nhiều, nhờ vào cái sự đầu tư nó có một sự trực giác linh cảm lớn, cho nên người này đã có một cái thời gian cũng khá là dài họ có sự thành công. Và chúng ta thấy mặc dù anh này ở thời điểm 40 nhưng mà rõ ràng ở những năm về sau này anh ta vẫn còn cái lọc, vẫn còn cái lọc. Sự mất mát ở cái thời điểm hiện nay có thể là một cái điều gì đó mà chúng ta đã từng làm ở trong quá khứ, cho nên có thể nói rằng cái sự mất mát này nó cũng là một cái bài học để mà mình đúc kết lại kinh nghiệm của mình. Chúng ta đang gặp lúc khó khăn, đừng vội vàng đi tìm những cái biện pháp, mà hãy ôm cái sự đau thương mất mát đó vào lòng của mình, bình thường, tự nhiên, bình thản, vượt qua nó. Và đến một cái giai đoạn khi mà chúng ta đã cảm thấy những cái điều đó nó chỉ là một cái giai đoạn trong cuộc sống, tức là khi mà mình có được cái trí tuệ, có được một cái sự thông suốt rồi, thì chúng ta sẽ cảm nhận được đó chỉ là một cái giai đoạn trong cuộc đời của chúng ta. Và với những cái đường chỉ tay như thế này thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng anh ta cũng là một người đang tích lũy cho mình những cái công đức, cái phước đức đó, chứ không phải là có, không có đâu. Đây là một trong những cái chỉ tay rất tốt, tuy nhiên nó cũng còn rất mệt. Nó cũng là một cái giai đoạn thử thách đối với anh ta, giai đoạn thử thách đối với anh ta. Và với cái tướng tài này, mình nghĩ rằng anh ta cũng từng là một cái người mà cũng có thể nói là trước đây cũng đã từng đi xem tướng, xem bói rồi, chứ không phải là không có. Cho nên đây cũng là một cái điều đó để cho mình gửi nhớ lại xem có cái ký ức nào đó hay không, để mà mình xác định được cái nguyên nhân từ đó mà mình có thể thay đổi cái tâm tính mình, thì cái sự việc của mình nó có thể phát triển hơn. Và hy vọng những cái lời phân tích như vậy để giúp cho anh ta có thể khai mở được những cái định hướng đi sau này. Và mình xin kính chúc cho anh ta sớm sẽ lấy lại những gì mình đã có trong thời gian sớm nhất. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.